Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ bảy ngày 23 tháng 3 tới. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ và các sở ngành hữu quan thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền chiến dịch giờ trái đất bằng các hình thức để mạnh công tác vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cửa hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, dân dân trên địa bàn thành phố, cùng chung tay thực hành các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày và trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng những hành động thiết thực tại gia đình và nơi làm việc, như tắt các thiết bị điện không cần thiết sử dụng, tắt đèn trang trí và đèn quảng cáo tại các khuôn viên chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, từ 20h30 phút đến 21h30 phút vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024. Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng chỉ đạo thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 đồng thời triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, dẫn động học sinh các cấp và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024.